Và tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời thạc sĩ Viêm Hoàng Long từ Viện Tim Mạch Việt Nam sẽ trình bày vai trò hiện nay của digoxin và amiodarone trong các cái rối loạn nhịp tim. Xin mời. Này phải cái chiếu slide là cái này hay là? Cái pointer đâu? Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì năm nay, năm 2019, thì Hội Tim Mạch Học Châu Âu đã ra một cái khuyến cáo mới, đó là khuyến cáo về điều trị các cơn tim nhanh trên thất. Có một cái là một cái vấn đề đó là cái thời điểm trước của cái khuyến cáo của ESC và năm đối với cái nhóm bệnh này, nó diễn ra cách đây 16 năm rồi. Thời điểm đấy là năm 2003, và cả một quãng thời gian rất dài, ESC không cập nhật. Vậy thì chúng ta hãy xem là đến năm 2019 này thì cái guideline nó đã trở thành như thế nào. Đầu tiên các bạn để ý, đối với cả guideline của ESC năm 2019, chúng ta chủ yếu focus vào những cái vấn đề đó là những cơn tim nhanh QRS thanh mảnh, cơn tim nhanh nhĩ, cơn tim nhanh do vòng vào lại nút nhĩ thất và cuồng nhĩ. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây, ngày xưa chúng ta hay thậm chí là bây giờ các bạn vẫn có rất nhiều những cái nhóm thuốc mà chúng ta vẫn đang để sẵn trong tủ trực, đó là digoxin và đó là amiodarone. Nhưng ngược lại, từ năm 2003 đến năm 2009 thì đến năm 2009 thì amiodarone và digoxin đã không được nhắc đến trong guideline 2019 của ESC trong việc điều trị những cơn tim nhanh QRS thanh mảnh. Đối với trong trường hợp là những cơn tim nhanh nhĩ mà chúng ta xác định được trên điện tâm đồ bề mặt thì digoxin hiện nay đối với năm 2019 cũng không được chỉ định nữa, không có một chút nào nhắc đến vấn đề sử dụng digoxin trong những nhóm bệnh nhân này. Đối với cả cơn mà chúng ta hay gặp lại nhất trên lâm sàng, đó là cơn nhanh nhịp nhanh trên thất và vòng vào lại nút nhĩ thất, thì cả amiodarone và cả digoxin thì đều không còn có chỉ định nhìn rõ được nhắc đến trên guideline này nữa. Đặc biệt thì trên nền cái gọi là cái cuồng nhĩ, một trong những cái mà chúng ta rất hay gặp ở trên nền những bệnh nhân hẹp hai lá hay gì đó, thì digoxin năm 2019 không nhắc lại nữa. Còn một số cái là đó là trong trường hợp là bệnh nhân có rung nhĩ trên nền có hội chứng VVV thì đương nhiên amiodarone và digoxin là chống chỉ định. Tức là thế nào? Vậy đồng nghĩa việc năm 2019 là chúng ta automatic bao nhiêu digoxin và coagulone chúng ta vứt hết, không cần dùng nữa. Liệu có phải như vậy không? Thì quay lại một chút, cái guideline gần đây nhất đối với cả xử lý những cái cơn tim nhanh trên thất, đó là năm 2015 của Hội Tim Mạch Học Hoa Kỳ. Chúng ta hãy để ý về cái guideline này. Đầu tiên, đối với trong trường hợp là chúng ta gặp một cơn tim nhanh QRS thanh mảnh, chúng ta nhìn thấy là nếu bệnh nhân trước đấy không ghi nhận được một cái điện tâm đồ có hội chứng tiền kích thích hay còn gọi là VV, thì bệnh nhân có thể chúng ta sẽ cắt cơn, hoặc nếu bệnh nhân muốn điều trị bằng triệt đốt RF thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân tiến hành triệt đốt RF. Còn nếu bệnh nhân không muốn điều trị RF thì chúng ta quyết định sẽ cắt cơn cho bệnh nhân và điều trị thuốc. Thì với phác đồ điều trị thuốc của năm 2015 thì chúng ta vẫn còn có amiodarone hoặc digoxin với mức khuyến cáo là mức 2B. Tại sao lại ở 2B? Và tại sao đến năm 2019 ESC không còn khuyến cáo của digoxin nữa? Thì thực tế là trong guideline của năm 2015 của Hoa Kỳ thì chỉ có duy nhất một tài liệu tham khảo, một tác giả nói tìm hiểu về digoxin, và đó là tài liệu số 99 nhưng được phát hành từ năm 1984. Tại thời điểm từ năm 1984 đến nay, nó chưa hề có một cái nghiên cứu nào của nước ngoài đủ một cái follow một cách đủ dài để khiến cho có thể đưa digoxin vào guideline. Có lẽ rằng là do châu Âu và Hoa Kỳ họ có quá nhiều những cái thuốc giống như là nhịp khác có tác dụng tốt hơn và ít biến cố hơn để họ sử dụng, không còn sử dụng digoxin nữa. Và đây là digoxin đối với cả về chỉ định trong những trường hợp những cơn tim nhanh QRS thanh mảnh. Chúng ta sẽ với chỉ định của châu Âu, của châu Mỹ năm 2015 thì mục tiêu của họ sẽ là tiêm digoxin với liều là 0,375mg một ngày. Và sau đó họ lo lắng rằng là việc là chúng ta dùng cái liều digoxin này thường
là cao hơn so với cái liều mà thường xuyên được sử dụng trên những cái nhóm bệnh nhân khác, và họ nghi ngại với cái nguy cơ ngộ độc digoxin. Đó là lý do tại sao mà gần đây cái việc sử dụng digoxin được trong các cái khuyến cáo mới được e dè hơn. Đối với cơn tiếp theo là cơn AVNRT, tức là cơn vòng vèo lại nút, thì trên đối với khuyến cáo năm 2019 của châu Âu thì không còn tác dụng nữa. Nhưng đối với năm 2015 thì các bạn để ý đây, nếu bệnh nhân muốn thăm dò địa sinh lý và điều trị RF thì chúng ta sẽ gửi đi điều trị. Còn nếu không, chúng ta sẽ chuyển sang dùng thuốc, bao gồm có những cái nhóm thuốc được chỉ định loại 1 là chẹn beta hoặc là chẹn kênh canxi. Nhưng tuy nhiên, có một đặc điểm là sau khi các bạn với phác đồ này các bạn không thành công với chẹn beta và chẹn kênh canxi thì các bạn có thể tiến hành sử dụng amiodarone hoặc digoxin. Vậy cái chữ infective này có ý nghĩa là gì? Tức là bản thân nếu mà thể hiện là amiodarone và digoxin có khả năng này cắt cơn, thậm chí còn mạnh hơn cái chẹn beta và cái chẹn kênh canxi đơn thuần như thế này. Vì vậy hiện nay đối với cả những cái cơn tim nhanh trên thất, theo khuyến cáo của Hội Tim Mạch Học Hoa Kỳ, các bạn vẫn có chỗ đứng của digoxin cũng như là cortisone. Ngoài ra bao gồm cả hai cái nhóm bệnh chúng ta có thể gặp, đó là cơn tim nhanh nhĩ, thì hiện nay theo khuyến cáo năm 2015 thì chúng ta vẫn có thể sử dụng amiodarone với mức khuyến cáo là 2B. Và đối với trong trường hợp là chúng ta gặp một cơn cuồng nhĩ thì hiện với khuyến cáo của Hoa Kỳ thì việc chúng ta sử dụng amiodarone đường truyền tĩnh mạch cho trường hợp để điều trị, để kiểm soát tần số còn vẫn còn giữ ở mức độ là 2A. Cuối cùng thì có một cái nhóm bệnh tương đối đặc biệt đối với cả trên nền những cái cơn SVT, đó là cơn tim nhanh, đó là trường hợp chúng ta giải quyết trên nền bệnh nhân phụ nữ có thai. Thì đối với trường hợp phụ nữ có thai thì phải khuyến cáo khi chúng ta gặp những cơn tim nhanh QRS thanh mảnh này là các bạn sẽ làm liệu pháp Vansava. Nếu nhằm là việc các Vansava các bạn không cắt được cơn thì các bạn tiêm adenosine, và sau đó nếu không được adenosine thì các bạn sẽ sốc điện cho bệnh nhân. Và ba cái này là ba cái vô cùng an toàn và được chỉ định loại 1. Còn nếu chúng ta không làm được những việc đó thì những thuốc nào chúng ta có thể sử dụng cho phụ nữ có thai, đó là những thuốc sau đây. Digoxin là đầu tiên, flecainid, một số thuốc chẹn beta như metoprolol, propafenol, sotalol hoặc verapamil. Và đặc biệt là có một cái điều là trong những cái nhóm này đối với phụ nữ có thai thì digoxin là thuốc được nghiên cứu lâu đời nhất về tính an toàn so với cả chẹn beta trên nền những phụ nữ có thai. Và đặc biệt khi họ thấy rằng là đối với những trường hợp này phụ nữ có thai chúng ta dùng metoprolol, propranolol thì nên là chỉ định loại 1 và về mức độ an toàn cho những trường hợp phụ nữ có thai. Và cái này đã được ghi nhận qua thời gian. Có một điều là đối với những trường hợp dùng chẹn beta giao cảm, nếu chúng ta dùng liều cao thì chúng ta có thể ảnh hưởng đến sự hình thành phát triển của thai nhi, làm chậm sự hình thành phát triển của thai nhi này lại. Vì vậy thực tế là bây giờ phụ thuộc vào chúng ta đang theo cái guideline nào và chúng ta có gì ở trên tay. Nên hiện nay mặc dù trong guideline năm 2019 của ESC không còn nhắc đến vai trò của amiodarone và digoxin nữa, nhưng cá nhân tôi vẫn đánh giá việc chúng ta sử dụng amiodarone và digoxin như một cái vũ khí đầu tay để giải quyết các rối loạn nhịp là vẫn vô cùng quan trọng. Vâng, xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Vâng, xin cảm ơn thạc sĩ Viêm Hoàng Long đã cập nhật và đã so sánh một số những cái điểm mới khác biệt trong các cái khuyến cáo trong những cái năm từ 2003, 2015 và cho đến hiện nay của Hội Tim Châu Âu cũng như Hội Tim Học và Nhiều Học Hoa Kỳ. Tuy nhiên chúng tôi muốn nói với các bạn rằng nói gì thì nói, nó phù hợp thực tế ở Việt Nam, cho nên là chúng ta cũng có nói là vẫn cứ ưa dùng những cái đó. Nhưng mà chúng ta giờ phải có cái gì trong tay. Thí dụ như chúng ta đi ra trận đánh nhau không thể dùng tay vô, mà chúng ta phải có cái gì chúng ta sử dụng cái đó. Tôi nói là thí dụ như có những cái trường hợp chúng tôi gặp một phụ nữ có thai, tất nhiên là họ vào những cái tháng cuối rồi và họ lên cái cơn liên tục, cái cơn nhịp tim liên tục, mà bệnh nhân này lại có cái tiền sử sẩy hai nhiều lần rồi. Thế vậy gì lúc bấy dùng cái gì? Khi mà cắt được cơn rồi bằng
các biện pháp như xúc điện xong hay là xong đó. Về nhà cứ thì tối họ đang ngủ, họ giật mình thức dậy cái là lên cơn hay là các thứ. Thế thì chúng tôi đã dùng chẹn beta cho bệnh nhân, tất nhiên là trừ những cái atenolol mà dùng metoprolol. Nó có đỡ nhưng mà không hết. Tôi bắt buộc tôi phải dùng thêm dioxin. Nếu như khuyến cáo bây giờ không dùng dioxin thì tôi vẫn phải dùng dioxin. Và kết hợp hai cái đó thì bệnh nhân cắt coi như là dự phòng hoàn toàn không có cơn trong vòng cái hai cái tháng cuối cùng. Và sau đó bệnh nhân được mổ đẻ, và khi mà mổ đẻ đến nỗi bác sĩ sản rất sợ lên cơn và phải mời cho một bác sĩ lên đấy để sẵn sàng xử lý. Và rất may rằng là bệnh nhân trước đó vẫn uống thuốc và không có lên cơn. Và có một cái đặc biệt là bệnh nhân này sau khi mà đẻ rồi hết có thai đấy, từ hồi đó giờ nó chả lên cơn nữa. Và bệnh nhân nói là sau độ khoảng 3 đến 4 tháng thì sẽ quay lại điều trị ERF. Nhưng mà đến bây giờ 1 năm rồi bệnh nhân không lên cơn và bệnh nhân cũng chẳng quay lại. Cho nên là tôi vẫn nói là tất cả những cái khuyến cáo là của châu Âu là họ trong điều kiện của họ là họ đầy đủ. Thí dụ như adenosine họ chả thiếu, mình giờ adenosine không có, hay là một số thuốc khác mình không có thì mình phải những cái gì. Nói tóm lại là không hoặc ít ảnh hưởng đến người bệnh nhất thì chúng ta có thể sử dụng trong cái bối cảnh thực tế. À, xin hết cho mà các cũng tôi biết là sắp hết giờ rồi, nhưng mà chắc là các bạn cũng có thể có cái nhiều câu hỏi. Và thế thì thôi, để đảm bảo khung thời gian thì xin 5 phút thì còn 5 phút. À, còn mấy, còn 5 phút nữa. À, còn 5 phút nữa. Vâng. Thế thì có thể các quý đồng nghiệp sẽ đặt câu hỏi cho báo cáo viên. Vâng, theo đồng hồ tôi thì vẫn còn khoảng 3-4 phút nữa. Vâng, thì nhân tiện cái chủ đề này thì là tôi xin trao đổi thêm một tí ý nhỏ thôi. Đó là vấn đề liên quan đến digoxin và amiodarone. Việc dùng digoxin hiện tại là rất phổ biến ở rất nhiều bệnh viện để trong điều trị, ví dụ các bệnh nhân dung nhĩ hoặc các bệnh nhân có suy tim và kèm dung nhĩ vân vân. Thì có một cái chi tiết là đối với những bệnh nhân mà ngộ độc digoxin, bị ngộ độc digoxin thì ta có thể dùng, ví dụ bệnh nhân ngộ độc digoxin thì ta biết là digoxin sẽ làm tăng tính tự động của các tế bào cơ nhĩ hoặc cơ thất. Bệnh nhân ngộ độc digoxin hoàn toàn sẽ xuất hiện các rối loạn nhịp thất, tức là các cơn tim nhanh thất hoặc là những cái ngoại tâm thu thất đa ổ. Thế trong trường hợp đó thì ta có thể dùng amiodarone để xóa cái ngoại tâm thu thất hay không? Theo phản xạ đúng không ạ? Ta vẫn dùng amiodarone để ta truyền và ta cắt những cái rối loạn nhịp thất nếu có. Thế thì ta phải luôn luôn lưu ý là những bệnh nhân mà có dùng tiền sử digoxin, khi bệnh nhân vào viện vì một cái rối loạn nhịp thất gì đó, rất có thể là bệnh nhân đang có những dấu hiệu của ngộ độc digoxin, và rối loạn nhịp thất đấy là do cái vấn đề tăng tính tự động do digoxin gây ra trên tế bào cơ thất. Vậy thì có thể dùng amiodarone được không? Thì xin trả lời rõ luôn là chống chỉ định dùng amiodarone. Việc dùng amiodarone trong trường hợp đó sẽ làm nặng thêm các rối loạn nhịp thất, làm nặng thêm tình trạng ngộ độc digoxin. Cơ chế rất đơn giản, đó là gì? Là amiodarone và digoxin là chung receptor gắn ở các nơi dự trữ trong cơ thể. Tức là digoxin, amiodarone dự trữ ở đâu? Dự trữ ở trong tế bào cơ, dự trữ ở trong tế bào mô mỡ, dự trữ ở tế bào gan và ở trong máu của chúng ta. Thế khi ngộ độc digoxin, tức là nồng độ digoxin trong máu quá cao, như vậy là digoxin lúc đó có cả trong máu, có cả trong các nơi dự trữ là cái tế bào mô mỡ và cơ, thì amiodarone lại cùng chung receptor gắn đó. Đấy, theo nghiên cứu của OP và GUS, thế khi mà ta truyền amiodarone vào để nhằm mục đích hí hửng là định xóa ngoại mưu thất, thì amiodarone đã đi vào trong máu và nhảy vào tranh chấp với các vị trí gắn của digoxin ở các mô dự trữ. Khi đó sẽ vô tình là đẩy digoxin từ các mô dự trữ đấy ra máu. Khi mà digoxin ra máu thì nồng độ digoxin trong máu càng tăng cao và sẽ càng làm xuất hiện rối loạn nhịp thất cho bệnh nhân, nguy hiểm hơn. Như vậy là trong trường hợp mà ngộ độc liên ngộ độc digoxin mà có rối loạn nhịp thất, hoàn toàn chống chỉ định dùng amiodarone, và các bạn sẽ phải dùng sirocain là một cái thuốc khác để giải quyết. Xin comment thêm. Có ai có câu hỏi cho thạc sĩ viên Hoàng Long, xin mời ạ. Vâng, có lẽ cũng ghi thời gian theo đúng như lịch trình là 16:40, đến bây giờ là cũng đã đến giờ, chắc là để đảm bảo thời gian cho cái phiên sau. Thế nếu còn mà các quý vị đồng nghiệp có câu hỏi có thể gặp trực tiếp thạc sĩ viên Hoàng Long để trao đổi thêm sau. Thế còn bây giờ tôi xin rất cảm ơn là ba báo cáo viên đã trình bày ba cái vấn đề rất là thú vị ở trong rối loạn nhịp tim,
Và cũng cảm ơn tất cả các quý vị đồng nghiệp đến đây tham dự đã có những cái câu hỏi đặt ra để tranh luận và nó góp phần cho cái sử dụng các cái thuốc hay là các cái biện pháp điều trị các cái rối loạn nhịp trong thực tế lâm sàng hàng ngày. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị đồng nghiệp đã đến tham dự cái buổi thảo luận. Cảm ơn.